đã đến với chương trình Du lịch kỳ thú. Những thám tử vui nhộn và tôi chính là thư ký của chương trình. Và thành phần tham gia thám tử ngày hôm nay gồm có chị thám tử xinh đẹp Cát Tường, Sa Gô, thám tử Thiên Vương và thám tử Thành Rapper. Gà chứ không phải năm con khỉ. Có khỉ quá rồi anh ơi. Thì không ai vỗ tay á, tôi vỗ cho tôi cảm thấy tôi tỏa sáng. Đúng không? Sẽ đọc lại nhiệm vụ của tuần trước. Có nội dung như sau. Em chào các thám tử vui nhộn. Em tên là Minh, 21 tuổi. Em là một người yêu thích hội họa, nhất là thể loại tranh cát. Coi mấy clip tranh cát em rất là khâm phục tài hoa của các nghệ sĩ. Nên em muốn tìm hiểu nghệ thuật này cụ thể như thế nào nữa được thì em muốn đi cùng với anh Bazo. Xin mời Bazo. Nhanh gọn lẹ. Wow, chỉ định thẳng này tôi phải lên luôn thôi chứ sao giờ. Hồi nãy giờ hả, hấp tấp hối hả? Chuyện dễ ẹt, tranh triết đồ đáng lẽ phải cho các tường đi. Ủa nhàn hạ là chị tôi muốn nói trước là đó. Tôi cho bé xô màu đen rồi đó. Trời ơi, gây áp lực kia sợ luôn. Chị chưa coi clip mà. Thôi bây giờ để coi clip đi rồi quyết định đen đỏ tính sao. Cái gì vậy, mới vô ra mà dữ vậy. Đó. Sao xạo không? Ta nhìn cái tay là không biết phải cái tay của Zo rồi. Dạ xạo. Ta anh hay bắt bài em quá à. Dạ anh, ủa anh đang làm gì vậy? Đấy, anh đang vẽ tranh trong trí tưởng tượng của anh. Tại sao em lại yêu thích bộ môn tranh cát và muốn tìm hiểu về nó? Cái bộ môn tranh cát này em thấy là ở Việt Nam mình với lại thời buổi bây giờ đó thì em cũng thấy nó cũng có một cái gì đó rất là đặc biệt, với lại nó có một cái thu hút rất là nhiều, rất là đông. Thì em cũng muốn là mình tìm hiểu xem là những cái khó khăn giống như là những cái cách thức, cái cơ bản của nó sẽ như thế nào. Khi mà anh xem một cái clip ở trên mạng khi mà làm về tranh cát thì khi cộng kèm với âm nhạc ở trong cái clip đó, tự giống như anh cảm nhận được mình là một phần ở trong câu chuyện đó, mình cảm thấy có, thậm chí anh khóc vì cái clip đó. Mình đã tìm hiểu và nghiên cứu, thậm chí là đã liên lạc trước với lại họa sĩ chuyên về vẽ tranh cát. Bây giờ chúng ta hãy đi tới tận nhà chú để mình tìm gặp chú ha. Dạ. Dạ, em chào anh Giao ạ. Rồi, chào các bạn. Dạ, xin chào. Lòng bà chỉ có ước muốn trong đời được sống bên con yêu thương vô về. Dù đường đời bao hiểm nguy bao dung, chiều dần ngập lối đi về. Anh Giao hãy chỉ một số những cái hình ảnh, những cái điều cơ bản trong cái bộ môn tranh cát để cho tụi em có thể học được. Cái quan trọng của mình là 10 đầu ngón tay của mình á mà nó không bị thương tích gì hết. Ví dụ ngón cái. Dạ. Ngón cái thì mình sẽ vẽ nét đi. Vừa vẽ vừa lùa. Dạ. Đó. Giống như thế này. Hoặc là làm thành khối thì mình làm luôn cả nguyên một cái cầm tay. Cái bàn tay như vậy. Rồi khi mà mình muốn đi thành những cái nét nhỏ mình vuốt như vậy là dùng ngón cái và ngón trỏ. Nắm cát đi. Hay vậy. Không, thật sự khi mà mình chơi thì mình sẽ thấy rất là thích. Mà có để móng. Hay đúng không? Chỉ vẽ đẹp hay là không vẽ đẹp thôi. Giữa một cái vùng tối như thế này mà phải biết cất kéo vẽ nữa. Lúc mà những cái bức tranh mà chuyển từ tranh này qua tranh khác chẳng hạn, mình có thể mình lùa hết cái nội dung mà có sẵn. Họa sĩ mà vẽ không đẹp cũng kỳ hả? Hai bạn thử làm thử nha. Dạ. Mình vẽ trước đi. Cái này hay nè, sao không kêu tôi đi trời. Vậy đúng không anh? Đúng rồi. Quên ra được cái mặt rồi đó, mặt cắt ngang rồi đó. Quan rộng vô đó. Vậy là tóc. Không, môn này là tôi thua rồi đó. Đại khai là vậy. Đại khai là đúng không? Vẽ gì vậy? Đó, vẽ cái nửa khuôn mặt đó. Nửa khuôn mặt tóc đó. Khi mình quen rồi nó mới hình thành được. Bạn này mặc chữ đi. Bạn này cũng biết vậy đó. Vẽ một cái bức tranh về nhà cửa và cây cối đi chẳng hạn. Dạ. Thử làm thử. Vẫn chơi định hình được. Giống chơi đồ hàng quá ha. Vui lắm anh. Thiệt, nó rắc canh nó như đại muối tiêu vậy. Cây gì vậy? Cây. Rừng. Trời ơi trời. Hả? Làm rừng cây gì? Nhìn giống cây đó.
Em đang vẽ cái chuồng hay vô? Không, ở nhà, cái nhà đó, cái nhà trời đó. Đó. Oh, dạ. Trời, chỗ này vui quá. Ok, xong. Rồi, ví dụ như vẽ người á. Vẽ người mà vẽ người gặp xa xa các cỡ, chỉ cần tiếng hồ sao dáng liền thế này thôi. Không có cần phải phải vẽ chi tiết. Ví dụ như nông dân, đội nón lá. Nói chung này mình phải từ họa sĩ trước rồi đã, mình chuyển qua tranh cát nó dễ. Mình phải có khái niệm về vẽ. Bình thường mình cầm cái viết, mình vẽ mình phải vẽ đẹp cái đã. Rồi vẽ đã xấu quắc rồi. Anh nhớ cái tấm hình này nha anh. Anh nhớ tấm hình này là bác nó vẽ nha anh. Như em cũng có được biết là anh là người đầu tiên ở Việt Nam mình vẽ tranh ở trên chảo đúng không ạ? Đó thì đây là cái mà em mới nghe. Thì không biết là vẽ tranh ở trên chảo á thì là mình dùng thực phẩm để mình làm hay là mình dùng cũng dùng cát à? À, dùng thực phẩm chứ. Cái đó là dùng bột bánh pancake. Có bao giờ anh nghĩ là sẽ kinh doanh bằng bằng cái loại hình là vừa bán bánh vừa vẽ tranh không ạ? Thật ra thì cái một cái bánh á mà làm ra thì nó cũng hơi lâu. Dạ. Yeah. Mà cái hình thức của nó thì mình cũng tốn cái công trong đó nhiều. Dạ. Yeah. Thành ra cái giá thành của cái bánh á, nếu mà rẻ quá thì cũng không được. Dạ. Yeah. Mà mắc quá thì chắc không ai mua. Mình xem thực tế tại chỗ được không ạ? À? Được chứ. Dạ. Yeah. Cái bánh này thì mình cái công thức là để thực hiện làm cho cái trứng này anh phải trứng vịt một tiếng đồng trứng, hồ để sữa, cái màu trứng gà trứng vịt làm cũng ra như nhau đó, nhưng mà thường thì tôi làm trứng gà. Dạ. Đánh trứng cho nó bảo vệ. Có một cái lưu ý nữa, tức là cái bột á. Dạ. Khi mà mình vẽ nét á, nó cần phải đặc hơn. Dạ. Là cái bột mà khi mà mình vẽ những cái khối. Dạ. Tức là khi mình đi nét trước á thì thường là đi nét thì mình làm màu đậm nè. Dạ. Và ít đường nè, chứ không là nó khét màu. À, do một cái tác phẩm là mà anh luôn phải chuẩn bị từ 2 tới 3 chai bột khác nhau. Đúng rồi, rồi. Những cái bình này á là những cái bình mà ta mình hay thấy trong tiệm phở chẳng hạn. Dạ đúng rồi. Dạ. Chơi một nét một vậy luôn anh. Nét thì nó nhanh hơn. Dạ. Ý là mình phải quen tay lành nghề tới mức gì? À nó giống Doraemon của anh ha. À là mình đi trong cái khoảng đó. Là sau cùng là mình mới đổ lên hết đúng không anh? Sau cùng thì đổ những cái phần còn lại. Dạ. Yeah. Hey. Rất là hay. Một con Doraemon rất là. Đây là tính hết nè, đây là cái nét nè, nét tính sẵn ở đúng trong. Rồi. Em với các anh Banzo không biết là có muốn ăn không? Ăn chứ, thèm đang chờ nó chín để được ăn này chờ. Rất là dễ thương mà giờ ăn thì. Rồi. Du lịch. Viết chữ thì mình phải viết ngược. Đây khi mình lật bánh lại nó mới đúng chiều. Mình phải viết ngược vậy đó. Wow, trái tim nữa hả? Sau cái bữa hôm nay em có về em thử nghiệm thì em làm thành công. Hay. Bây giờ mình với lại bà Dung làm thử nha. Giống như mặt con gấu vậy. Em vẽ anh. Em vẽ gì vậy Dung? Thì được không anh? Được. Wow. Chó rất ấn tượng. Sao anh không vẽ cái nào nó dễ thương một chút chứ anh vẽ... Anh cố gắng hết cỡ rồi đó em. Không, anh vẽ con chó xong rồi lại cái tên của em kế bên thì mình... Mầm nhớ rồi. Anh có thể sống mà được bột bánh rất là ngon. Cái này là phải cảm ơn. Cảm ơn anh Giao đã pha bột rất là... Hết rồi. Hay quá. Có hai điều tôi phải nói thêm, nói từ bây giờ luôn để mất công thì chị Tường lại đưa cái bảng đen. Thì cái sản phẩm của tranh cát á thì nó chính là cái video, đồng nghĩa một điều là chúng ta sẽ qua những bước hậu kỳ cắt ghép âm thanh, lồng nhạc và cắt ghép làm sao cho nó đủ. Tại vì vẽ một bức nó lâu lắm, rất là nhiều thời gian. Rồi phải tua nhanh lắm. Thậm chí để có những anh ấy làm cho những cái buổi event á thì có những khách hàng quy định là làm một cái clip trong vòng 10 phút thì anh phải tập
nó tập luyện cái nét vẽ nó hàng tháng trời. Và cái điều quan trọng nhất ở trong khi anh tới với bộ môn tranh cát này đó là chính là ban đầu đó là vì muốn dành thời gian để chơi với con gái của mình. Quá hay. Từ trái tim sẽ đi đến trái tim, hay quá, rất cảm xúc. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà không biết là thí dụ cái tay của mình bị phong thấp, ra mồ hôi liên tục thì có vẽ tranh cát được không? Cái điều quan trọng ở đây, thứ nhất mình phải có sự tập luyện và mình có phải có trí tưởng tượng và mình có cái năng khiếu về hội họa cái đã. Đúng rồi, như chị Tường nói hồi nãy vậy đó, bản thân khi mình cầm cái viết mình vẽ phải vẽ cho mặt người ra mặt người cái đã. Vẽ mặt hoàng rapper mà ra mặt con khỉ thì chết thôi rồi, giờ còn làm mà nếu mà em biết mình có thể đeo tay vô làm được mà. Không, đeo bao tay mất cảm giác em. Không, sao mất cảm giác? Mất cảm giác thì nó cái bàn tay mà sát rạc đó. Không, vẫn mất, vẫn mất. Tại vì bỏ một chút nó vẫn mất. Những cái nét mỏng như thì anh thấy là những cái được làm được con mắt rồi này nọ, nó đòi hỏi những cái đầu ngón tay. Nó cảm phải nhận. Biết và duy nhất ở trên 10 đầu ngón tay của anh ấy á, thì chỉ có một cái ngón út là anh để móng tay dài để anh chi vẽ những đường mỏng thử. Thiệt là mỏng đó, là anh sử dụng cái móng tay chứ không sử dụng ngón tay nữa, cho nên tất cả những nơi tiếp xúc trên 10 đầu ngón tay của anh ấy đều sử dụng được hết. Vậy còn loại cát ảnh sử dụng để vẽ tranh? Loại cát á, thì ảnh phải đi nhiều nơi, ví dụ như cát ở Đà Nẵng nè, cát ở Vũng Tàu nè, tức là từng cái cát, quan trọng á là cái cát mà anh sử dụng nó phải thật mịn, tại về anh phải xử lý rất là nhiều, làm cho cái cát nó mịn thiệt là mịn để khi mà sử dụng nó không bị vón cục tạp chất đó, kiểu dạng vậy. Có giờ anh đang vẽ mà tự nhiên lòi cục vàng ra không? Nhiều khi chắc vậy, chứ mà em chưa hỏi, nếu mà anh phát hiện ra anh cũng im lại sợ người ta lấy. Thậm chí là khi mà anh ấy làm tranh trên chảo á, cô con gái cũng vẽ phụ luôn. Rồi cũng là người lật bánh phụ cho ba mình. Cuối cùng hồi nãy là có hỏi câu là anh có nghĩ ra cái ý tưởng làm ba làm bánh bán, anh có nói gì? Thì thật ra là ảnh cũng ban đầu cũng có ý định là làm bánh bán, nhưng mà không có đủ thời gian, bởi vì một tác phẩm á, thì làm ra cũng mất rất nhiều thời gian. Lâu lắm. Vẽ một bức tranh đơn giản nó mất 2-3 phút rồi, mà không lẽ bây giờ một ngày mình chỉ bán khoảng chừng 100 khách thì nó cũng mất thời gian của mình quá, đúng không? Cái bánh này 20 ngàn mua không? Hả? 20 ngàn? 20 ngàn rẻ mắt. 20 ngàn là rẻ đó chị. Em nghĩ 40. Một người làm nghệ thuật về mỹ thuật thì người ta rẻ, chỉ có tiền làm công nó mắc thôi. Nhưng mà 40-50. Nhưng mà một cái bánh là mắc cái con nít bánh này. Chúng tôi làm nghệ thuật không miễn phí, xin đừng trả giá. Nhưng mà con nít á nó mới thích ăn bánh, ví dụ cái bánh cá gì đó. Vậy thì cho nó đi học vẽ đi. Vỗ tay cho ba Zo. Hay quá. Bây giờ tới hàng rapper, thì anh xin đọc lại lá thư. Hi. Chào chương trình du lịch kỳ thú, em tên là Phong, hiện là sinh viên. Em đọc thấy trên mạng có một bà cụ già hàng ngày phải xách cả 100 kg đồ gốm từ Bình Dương lên Sài Gòn để bán nuôi con và cháu bị bệnh. Không biết là thật hư thế nào, bản thân em hơi ốm yếu nên em muốn nhờ một thám tử có sức khỏe nhân hàng rapper đi cùng em tìm hiểu giúp và giúp bà bán hàng một ngày. Em cảm thấy nói là sức khỏe là thám tử về anh hàng rapper thì hơi sai một xí. Không có, tôi thấy là rất là đúng, bởi vì với cái chủ đề này Hoàng Rapper có kinh nghiệm. Bởi vì trước đây anh ấy làm rất là nhiều chương trình về sống để yêu thương nhau á. Thì những cái chương trình về nội dung như vậy thì anh ấy làm rất giỏi. Nên tôi thấy hợp lý. Khoan nói trước. Cảm ơn rồi. Mời lên cho cái đã. Không được là bạn đen nha, nói trước rồi nha. Mọi người yên tâm đi, cái chủ đề, cái nhiệm vụ ngày hôm nay của tôi đã thực hiện được rất là hoàn thành, xuất sắc và cực kỳ hay. Cái tướng nó đi mà nó lòn phía sau là biết nó bị bản đen rồi. Đi thì hiên ngang đằng trước, đi đâu chung đằng sau vậy? Mặc đồ đen là xứng đáng. Em không dám chè hình của thư ký xinh đẹp. Ngoan. Lan màu đỏ nha. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với một nghị lực sống nữa, cũng rất là đáng tuyên dương, của một cụ bà bán gốm sứ. Xin mời. Trời ơi Phong, tại sao bao nhiêu thám tử em không chọn, em chọn ngay đúng anh vậy Phong? Trời đất ơi, chưa gì sáng sớm thấy thử thách thì còn ngồi đây phơi nắng, thấy không? Nắng sáng tốt mà anh, không có sao đâu. Ủa mà sao em biết được thông tin của bà bận? Tại vì em hay lướt trên Facebook coi anh, thì có một thông tin là bà bực này là bà bán gốm là từ rất là lâu rồi. Thì em thấy là hoàn cảnh của bà rất là cũng là cực khổ nữa. Thì nuôi đứa con mình bị ung thư, rồi đứa cháu ngoại hình như là còn bị bệnh đau nữa. Dạ hình như là đúng rồi, 53 á. Ồ, đây. Đây, 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 đúng rồi. Ồ, đây hả? Cảm ơn chị. Nặng quá. Phải, đây là cái cô trên xe buýt thôi, cô phụ bà. Đi xuống chứ nặng lắm mà đâu. Bà nè. Rồi đó, bà đó. Dạ, đây. Ôi, dạ rồi. Đồ gớm một thứ. Nặng đây là gì trời, lẹ, gãy tay rồi, lẹ lắm. Thì bà. Chào bà. Con tên là Hoàng, bạn này tên là Phong. Tụi con ngày hôm nay ngồi đợi ở đây sáng giờ từ lúc mà chưa có mặt trời mọc đến bây giờ nắng chang chang rồi con mới được gặp bà. Tụi con ngày hôm nay cũng muốn tìm hiểu về cuộc sống của bà với lại công việc buôn bán của mình á.
Tại tụi con cũng thắc mắc lắm nha. Nguồn năng lượng từ đâu mà bà có thể đem rất nhiều đồ gốm sứ rất là nặng như vậy để đi bán? Nuôi anh với thằng thằng trai sờ sờ á. À dạ, phải nuôi gia đình nữa. À. Ủa, rồi bà thường hay bán thịt nào? Ngày thường á, thứ hai, thứ sáu là bán Nguyễn Huệ nè. Còn ngày mai bà ở dưới Bến Thành á. Mai bà ở chỗ 52 Phan Bội Châu, cửa đang mới qua. Dạ. Sao bây giờ bữa nay mình bán đâu bà? Bán Nguyễn Huệ. Bán Bội Châu, Bến Thành á. Đầu tiên là bây giờ mình phải đi khoảng 200-300 mét. Đúng rồi. Để con bây giờ mình tranh thủ lo buôn bán đi, nắng thưa tới nơi rồi kìa. À, bây giờ anh nghĩ chắc qua phải mua hết đóng đâu á. Không, bà bán đất lắm mà. Nặng quá chơi luôn đó bà. Biết á. Không phải, em thích nó bể. Vậy đó bà chắc phụ chưa chứ? Em cẩn thận mà. Nắng, trời ơi đất. Nắng ơi, nắng à. Nặng làm bể luôn bà, đợi chết chứ hết. Nặng quá anh ơi. Nặng không con, đưa đây cái bà xách cái này. Cười. Bà xách cái này được. Tới rồi bà. Đây, bà xách nổi bao nhiêu đâu trời ơi. Cái này nặng bao nhiêu đâu. Nguyên cái chỗ này là bao nhiêu ký bà? Bà nhắm chừng thử được. Không biết. Cỡ 50 ký không? Trời ơi, hơn chứ. Hơn đó, nặng quá mà nặng mà. Này, em thử đi mượn cân người ta lại cân. Không, cứ ngồi đây phụ bà đi, anh kiếm cái cân cho. Dạ. Bình Dương ha. Nó ăn chụp qua cái. Dạ. Chị xem nè, Bình Dương. Ngày nào được. Mua đi chị. Chị muốn mua theo số lượng hay theo số ký? Em có cả sẵn cân. Đúng gì vậy? Em có sẵn cân đây. Ủa sao lại sao phải cân cái đó vậy? Ủa sao cân đây cả? Không, vui thôi, chơi vui thôi. Trời ơi, một trò chơi thôi mà. Dạ, để coi bà một ngày bà phải khiêng bao nhiêu ký. Mua đi chị, rồi bà chị. Đãi, đãi bìa ra. Chưa, chưa bà hàng luôn. Đó, chẳng hạn. Cóc bơ, em cóc bơ. Ủa sao mình thấy mình quen. Đồ mình xuất xứ từ đâu bà? Bình Dương hả? Chính hãng Bình Dương, dạ đây. Có mọc đàng hoàng này chị, mua đi rồi em giữ cho rồi lát quay lại đây. Trời ơi, em chưa có mà không, em toàn em qua đây mà. Cái mặt em nghe sao đi lừa mấy chị được. Còn nghe nói hồi trước á, mỗi bên là một cái nhỏ bự vậy nè. Cái bà rải lên dây, chạy thôi, bà giác lên người. Bà có một dây thôi, rồi bên đây sách. À bên đây sách, bà đi giày. Mà đi khắp suốt cái đường phố quận nhất này bà đi bán luôn. À, nhỏ vậy. Ngồi xuống á, thì đứng dậy không nổi. Nhờ người ta đỡ dựng qua giỏ lên mà mới đi được. Giờ không, em thử anh để đầy cái giỏ đó cho anh đi. À. Không khỏi, xách bịch ra. Ây da, con ngon thử nha. À, không có đó là gì. Là một dạng nhẹ nhất mà cũng đã hơn 10kg rồi. Mà bà xách hai cái giỏ vậy là hơn 20kg. Mà 20kg đâu phải là hết toàn bộ số đó đâu. Một phần trong những số mà bà đem ra đây. Có nghĩa là một ngày bà phải vác đi khoảng chừng trên dưới 50kg. Trời ơi, hơn 50kg. Đi mà một ngày vậy chắc cũng hơn cả cây số à. Đương nhiên. Thời điểm hiện tại thì bà bán gốm như vậy là bao nhiêu năm rồi bà? Bán này cũng mười mấy năm rồi. Tại sao bà không chọn công việc khác nó nhẹ nhẹ như cầm sắp vé số nó đỡ hơn cầm vé số nhẹ hơn? Quen rồi con, nghề nào quen rồi nãy. Bà thích nghề này hơn hả bà? À. Thử coi, ngồi chỗ với đi một vòng. Cái phương cách nào sẽ bán nhanh hơn? Bà đi ra bà xách về họ thấy nè. Ý bà xách nó cho đi ngoài về này đó. Nghe bà? À, là phải có hàng mẫu trên tay đó. Chẳng hạn không bán nãy. Đi hướng nào? Hướng nào phong thủy tốt, bán được nhiều. Phong thủy phố đi bộ đi. Phố đi bộ. Phố đi bộ đi. Con đi vậy bà? À, à đi này là phong thủy là lớp này nè. Phong thủy lớp này à? Bây giờ hồi nãy hai anh em mình làm cái bảng ở trước ngực bán ly từ 10.000 đến 20.000 vậy đó. Ly đi anh chị, ly tình yêu nè anh chị ly ơi anh chị. Ly đi anh chị, dễ thương quá. Nghe là có khi nào bà buông đi bán mà bị đập bể chưa? Nhìn hỏi cô đó chờ sao tôi bán ly cho tôi, không hỏi bà câu đó. Ai mua ly tôi bán ly hai mai bưng sao đi bể hết. Trời ơi trời, chết tôi rồi. À, em thấy mỏi chưa? Mỏi rồi đó. Trong ai thanh niên dai dáng sợ cái dai qua bên luôn nè. Tại sao bà làm được bao lâu rồi? Không quen rồi, mười mấy năm rồi ta mới có một bữa một mà mệt. Trời ơi, thấy đồ bà bán không, càng ngày càng vơi dần. Còn mình còn nguyên si luôn, tay thì mỏi mà bán không được cái nào qua mà. Đồ qua thấy chưa, đặt lấy thử thách làm chi mà nó khó khăn dữ vậy trời. Anh em mặc đồ cũng không hợp nữa thì sao, hai anh em phải bận cái đồ nào nó cũ cũ hơn phải không? Bán thì dễ. Hôm nay là con cũng mua ủng hộ bà. Hai. Ủng hộ bà chút chén.
Bình thường á, cái thu nhập mỗi ngày của bà có ổn định không bà? Ừ, có bữa nè. Bữa đi bán về coi vậy chứ lô buôn vậy về không đủ vốn. Không biết sao thì không đủ vốn hả? À, ơi, cá hồi thì lại. Ủa kỳ sao nói vậy à? Người lại người cá hồi không đủ vốn. Hồi nãy khách trả 35 mà bà bán 30 luôn. Ờ, khách trả giờ hai cái tô này là 35 ngàn bán không? Không, 30. Sao? Thỏa mãn chưa? Đã chưa? Đã rồi. Mệt chưa? Mệt lắm. Đã rồi. Mua ủng hộ bà chưa? Mua rồi. Yeah. 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 Vui ghê. Thấy chưa? Mặc dù bà tên bực thôi nhưng mà bà lúc nào cũng vui hết. Chứ bà không có bực mình, không bao giờ mà buồn bã trước số phận hết. Hy vọng là coi xong clip này mọi người khi mà sắp tới dịp Tết hay là dịp mua mọi dùm người ủng hộ bà ha. Muốn mà mua những cái chén bát mua ủng hộ bằng đồ gốm vừa rẻ vừa đẹp. Ra cái khu vực đó mà hỏi tên bà bực bán đồ gốm là coi ai cũng không? Biết hết, ai cũng biết ai cũng biết hả? Tại vì khi mà thấy cái lối giao tiếp của bà rất là vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh. Cứ vô đây mua đi cậu rẻ lắm. Đâm ra mọi người thương lắm. Cứ thôi bà cứ ngồi đó bà bán đi, chẳng ai đuổi luôn rồi. Bởi vì mới nói là rất là nể phục bà. Tức là từ Bình Dương bắt xe buýt lên đây buôn bán là đi một quãng đường rất xa và rất là nặng cực nhọc mà bà đã làm công việc đó tới cả thâm niên 10 năm. Mười mấy nhưng mà năm. Cuối tóm lại là em chưa, em không có hỏi bà cái câu là có khi nào bị tai nạn. Em có hỏi. Bà trả lời sao? Để giải đáp được câu hỏi đó, xin mời tất cả mọi người hãy cố gắng tìm lấy bà, ủng hộ bà, mua gốm sứ cho bà thật là nhiều vô để bà có thể nuôi một người con và một người cháu đang bị bệnh về tâm thần. Thì hy vọng tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho bà. Đồ rất đẹp, rất rẻ các bạn ơi. Em chỉ có 10 ngàn, 15 ngàn, 20 ngàn mà thôi. Mà nhìn thấy đồ gốm rất là đẹp nha. Đẹp, chất lượng cao lắm chứ phải là đồ mà hàng phát đâu nha em. Phát hay rồi. Thôi cảm ơn Hoàng. Cảm ơn bà rồi. Đẹp. Nữa đi vòng phía sau nữa. Tôi không muốn che hình. Muốn màu đỏ mà cứ đi vòng phía sau hoài. Người ta không muốn che hình của em chị ơi. Người ta đẹp như vậy. Người ta đẹp như vậy mà nghĩ làm sao mà che hình của người ta. Đẹp ơi. Em không thấy người luôn. Thôi được rồi, bây giờ tới phần đánh giá bình chọn. Đầu tiên sẽ là chuyến đi vẽ trên cát của Bezo. Bình chọn xong tôi quýnh lặt nè. 1 2 3 Hey. 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 Mày nhìn bà Tường kìa. Chị Tường bà giữ vững quan điểm ngay lúc đầu luôn đó. Bà dìm Bezo ngay từ đầu. Tội nghiệp. Và sau đây sẽ là chuyến đi của anh Hoàng về bà bực. 1 2 3 Trời ơi, bực ơi là bực. Dạo này anh hả, thầy rapper đi chuyến nào được trở thành thánh tử của tuần. Chúc mừng. Trời ơi, bây giờ Hoàng rapper được không là siêu thám tử. Siêu thám tử. Thám tử đỏ. À, thôi ráng nhận đi anh. Công nhận bữa nay mà áo 3D nó phong thủy nó tốt chứ sao. Cười Trời ơi, người đẹp khác cũng sướng. Đáp mạnh lên. Chúc mừng anh nha. Thun nó miếng đi. Thôi đi, thôi đi. Mọi người cho Hoàng nó buồn kèm phát tay nha. Thám tử xuất sắc của con. Mọi người ơi. Mọi người cho bà Tường ra đường đi. À, chị Tường chỉ bây giờ thôi. Đương nhiên. Mọi người lại tiếp tục gửi thư về cho chương trình du lịch kỳ thú. Và đặc biệt là yêu cầu chị Tường. Đúng rồi, đọc thư tuần sau đi, người ta yêu cầu chị Tường đó. Tuần sau sẽ là hai lá thư bí mật. Trời ơi. Vậy nó hết giờ. Bí luôn đó chị. Bí mật là các Tường làm hết đó. Cứ đồng nhiệm vụ ra cái đổ cho những người không có mặt ở hiện trường không à. Chị cho con mặn. Đi. Thời lượng chương trình thì cũng đã hết rồi. Hy vọng mọi người là tiếp tục ủng hộ chương trình du lịch kỳ thú vào thứ năm hàng tuần trên HTV7 vào lúc 22h45. Chúng tôi có số hotline đó chính là 0989089413 và trang Facebook đó chính là du lịch kỳ thú. Cho nên nếu có bất kỳ yêu cầu nào muốn những thám tử của chúng tôi để giải đáp thì hãy gửi thư về cho chương trình. Và hãy ấn nút subscribe để theo dõi những chuyến hành trình rất là thú vị và vui nhộn của các thám tử chúng tôi qua hai kênh YouTube đó chính là MCV Media và HTV Entertainment. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chào mừng mọi người đã đến với chương trình Du lịch kỳ thú. Các bạn nhận thám tử với nhau. À, giờ tôi hỏi xin anh, bạn bây giờ coi một cái nhân vật hoạt hình xong bạn nhìn cái nhân vật đó mà bạn thích luôn, có tình cảm luôn không? Nhân vật hoạt hình có. Annabelle. Dạ.
học theo thầy sang chúng ta làm thử xem. Chưa gì tôi đang hát không biết bê của tôi dám một thầy khỉ rồi. Rồi đó rồi. Khỏi ngủ. Đây là những cái bé vẹt này á, là có nguồn gốc từ châu Úc. Mình thấy nổi bật lên là bộ lông trắng. À, bộ trắng. Dạ. Rồi thí dụ như có đợt dịch cúm H5N1 thì như thế này còn tồn tại không? Thì chắc là lúc đó là anh chưa có bỏ tiền anh chơi vẹt. Còn bây giờ xin chào ba. Hẹn gặp lại.